Xin kính chào quý bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Hay. Đố anh em biết bọn mình đang cầm lái chiếc xe gì? Đố chút vậy thôi, nhưng mà thực ra anh em nhìn tiêu đề cũng đã đoán được. Đây là chiếc Volkswagen Teramon, một chiếc SUV 7 chỗ. Và bản thân ekip Xe Hay cũng đã có một clip nói về phần thiết kế của chiếc xe này ở showroom. Nhưng ngày hôm nay thì ekip của chúng tôi có mượn được chiếc xe này để ra ngoài để làm một cái chuyến picnic với chiếc xe này để trả lời hai câu hỏi thôi. Thứ nhất là với 2 tỷ, khoảng hơn 2 tỷ thì Teramon có phải một gợi ý hay ho dành cho những người đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ dành cho gia đình hay không? Và thứ hai là mẫu xe này có gì để cạnh tranh với đối thủ trực tiếp của nó là chiếc Ford Explorer hay là Toyota Prado? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi đó nhé. Rồi, đối với cả một mẫu xe gia đình thì yếu tố đầu tiên mà người ta cần quan tâm ấy không phải là những yếu tố liên quan đến vấn đề đao to búa lớn, động cơ hay sức mạnh gì đâu, mà chính là vấn đề không gian và cảm giác ngồi. Thì ở trên chiếc Volkswagen Teramon này, đây là một mẫu xe SUV 7 chỗ kích thước lớn với chiều dài tổng thể vào khoảng 5m1 và chiều dài cơ sở khoảng 3m. Chính vì vậy thì khi các bạn ngồi vào trong không gian cabin của chiếc Volkswagen Teramon thì điều đầu tiên các bạn sẽ có thể thấy được đó là sự to lớn, sự rộng rãi. Nó không chỉ ở phần ngoại hình đâu mà ngay ở không gian cabin cũng như vậy, từ hàng ghế đầu tiên cho đến các hàng ghế thứ hai, thứ ba. Ngày hôm nay thì cũng phải chia sẻ thật là chúng tôi đi hai xe ô tô, trong đó có một xe làm camera và một xe chở 4 anh em trên chiếc xe này. Thì ở cả ba hàng ghế, như các bạn có thể để ý trên hình, là hàng ghế thứ ba chúng tôi cũng có sắp xếp là anh mì tôm, anh quay phim, và anh có kích thước người cũng tương đối là to lớn ở hàng ghế thứ ba. Thì quả thực mà nói thì ở trên chiếc xe này, ở không gian thì có lẽ chúng ta sẽ không cần phải bàn cãi nữa. Với một chiếc xe mà có chiều dài cơ sở đến 3m thì khoảng sáng đầu lẫn cả khoảng sáng để chân của chúng ta về tư thế ngồi nói chung là ổn. Và có thể nói để so với các đối thủ cho cùng phân khúc thì chiều dài cơ sở của chiếc xe này nó còn nhỉnh hơn. Tiếp theo là sự êm ái thì ở trên Teramon nó thể hiện như thế nào. Đây là một mẫu xe đến từ Đức và cần phải nhấn mạnh nó đến từ gia đình Volkswagen. Và Volkswagen thì là một thương hiệu rất rất lớn ở trên thế giới. Nếu để xếp trên khía cạnh về giá trị thương hiệu thì Volkswagen nó đâu đó đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trong ngành xe thế giới, với giá trị cũng khoảng vài chục tỷ đô. Và bản thân thương hiệu này cũng đang sở hữu tới 12 thương hiệu con, đến ví dụ như Audi, Porsche, Bugatti hay Bentley cũng đều thuộc sở hữu của Volkswagen. Chính vì vậy, bên cạnh những yếu tố về giá trị thương hiệu thì tất cả những mẫu xe của Volkswagen đều có một điểm chung, đó là nó sử dụng chung một cái nền tảng về khung gầm, về động cơ với nhiều mẫu xe sang mà anh em vẫn biết, ví dụ như Audi hay Porsche. Và bản thân chiếc Volkswagen Teramon thì cũng không phải ngoại lệ. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB, một cái nền tảng khung gầm dạng module. Cái nền tảng khung gầm module này nó rất linh hoạt và được nhà sản xuất là Volkswagen họ chế tạo ra và áp dụng trên hầu hết các giải sản phẩm của mình. Ví dụ như chiếc Audi Q7 nó cũng sử dụng chung nền tảng khung gầm này với cả chiếc Teramon. Mà đối với cả những chiếc xe đến từ Đức thì điểm cộng đầu tiên về cảm giác ngồi của nó chính là về cái sự êm ái cũng như là cái độ chắc của khung gầm. Khi các bạn ngồi lên những chiếc xe đến từ Nhật, từ Hàn và ngồi lên những chiếc xe đến từ Đức thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay một cái mức độ khác biệt về hệ thống treo, về nền tảng khung gầm. Đặc biệt là khi chúng ta đi trên những cao tốc hoặc những con đường quanh co thì cái thể hiện của nền tảng khung gầm nó bắt đầu thể hiện ra rõ hơn. Quay trở lại với mẫu xe này thì nó hướng tới người sử dụng là đối tượng khách hàng gia đình. Chính vì vậy thì bản thân Volkswagen thì họ cũng có tinh chỉnh về hệ thống treo mềm nhất có thể. Nên khi các bạn cầm lái chiếc xe này và ngồi ở cả ba hàng ghế thì các bạn sẽ thấy được một cái độ nhún tương đối là tốt. Khi mà chúng ta đi ở trên những cái cung đường đẹp, những cung đường trường bình thường hoặc đường phố ấy, thì gần như là cái cảm giác êm ái lúc nào nó cũng sẽ hiện hữu ở đây. Volkswagen Teramon là một mẫu xe có kích thước lớn. Chính vì vậy thì khi cầm lái chiếc xe này ở trong phố thì điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đó là sự nhẹ nhàng đến từ phần vô lăng. Vô lăng trợ lực điện với cái cảm giác với độ siết cũng tương đối là ổn. Và có một cái điều đó chính là mặc dù đây là một chiếc xe to lớn, nhìn thì khá là cầm kềnh đấy, nhưng mà nếu để các chị em mà có lái mẫu xe này thì mình nghĩ là vẫn hoàn toàn thoải mái với cái bộ vô lăng này. Chúng ta có một cái mức độ siết và độ phản hồi tương đối là nhẹ nhàng, không bị quá là nặng nề. Đó chính là điểm cộng mà chiếc xe này đã tạo ra. Tức là cả nam cả nữ đều có thể vận hành chiếc xe này trong phố. Tuy nhiên thì cũng nhắc đến khi vận hành ở trong phố thì cũng có một điểm cần phải lưu ý là đây là một chiếc xe lớn, có bán kính quay đầu vào khoảng hơn 6m1. Chính vì vậy thì nếu mà để quay đầu chiếc xe này, tức là để gọi là quay đầu trong những ngõ hẹp ấy, thì nó sẽ hơi cồng kềnh một chút. Còn ngoài ra thì về cảm giác đánh lái ở trong phố thì vẫn là sự nhẹ nhàng.
Tiếp theo là về phần sức mạnh thì chiếc Volkswagen Teramon được trang bị khối động cơ i4 2.0 lít tăng áp và sản sinh công suất vào khoảng 200 mã lực và 350 Nm mô men xoắn. Nếu để nói về phần sức mạnh của mẫu xe này thì với một chiếc xe nặng hơn 2 tấn 1 với cái công suất như vậy, với cái mô men xoắn như vậy thì rõ ràng các bạn cũng không thể đòi hỏi được một cái khả năng vận hành theo kiểu nó quá thể thao, nó mạnh mẽ gì đâu. Nhưng cần phải nhấn mạnh lại là đây là một chiếc xe hướng tới mục đích sử dụng là dành cho gia đình. Chính vì vậy thì sức mạnh cũng không phải là một ưu tiên quá hàng đầu của chiếc xe này. Nhưng nhìn chung nếu để đi chiếc xe này ở trên đường thì khi các bạn mang nó ra cao tốc và chạy với tốc độ cao thì mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn có thể vượt các xe khác một cách cũng tương đối là thoải mái. Mặc dù là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng động cơ nó rõ rệt hơn, nhưng nhìn chung là thích vượt xe nào là có thể vượt xe đó. Và đặc biệt là khi cái torque mô men xoắn của chiếc xe này nó cũng được sinh ra từ khá sớm, vào khoảng từ 1.500 đến 4.500 vòng trên phút với 350 Nm mô men xoắn, thì nhìn chung là sức mạnh này là đủ dùng đối với cả một chiếc xe gia đình. Và đi kèm với đó còn là trang bị hộp số tự động loại Tiptronic 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể cầm lái chiếc xe này đi ở trên những cung đường nó chắc trở hơn một chút với hệ dẫn động 4 bánh. Và khoảng sáng gầm xe của mẫu xe này nó cũng khá là cao, cũng thuộc loại cao nhất phân khúc, khoảng 23cm, chính xác là khoảng 23cm, nhìn chung là ổn. Với 23cm thì các bạn hoàn toàn có thể leo lên vỉa hè hoặc đi ở trên những con đường nó gồ ghề mấp mô hoặc thậm chí là những cái vũng nước nhỏ nhỏ. Chúng ta cũng không cần phải quá bận tâm đến vấn đề này. Hơn nữa thì khi mà vào cua ấy, thì với nền tảng một chiếc xe dẫn động 4 bánh thì các bạn sẽ có một cái cảm giác rất yên tâm. Cái mức độ bám đường nó rất là tốt. Nhìn ở trên khía cạnh một chiếc xe gia đình thì công bằng mà nói, những thứ liên quan đến phần sức mạnh quá kinh khủng hay là về cái cảm giác lái nó vượt trội gì thì có lẽ là không cần. Chúng ta cần một chiếc xe thứ nhất là êm ái, thứ hai là rộng rãi, và thứ ba là một nền tảng về khung gầm, về hệ thống treo và về động cơ đủ dùng. Thì với chiếc Teramon nó là một chiếc xe như vậy. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một cái chuyến trip nhẹ đi Đồng Đỏ du lịch đổi gió với cả chiếc xe này để thử khả năng vận hành với nó. Thì cũng có đi qua cả đường phố và đường cao tốc. Thì mới để ý là khi các bạn đi ở trên đường cao tốc ấy, nếu để ý vào đồng hồ vòng tua ấy, thì khi mà đi giải tốc độ khoảng 5, 6, 7, 8, 10 thì cái vòng tua nó chỉ giữ vào khoảng dưới 2.000 vòng thôi, thì nó sẽ tối ưu được cái mức độ về tiết kiệm nhiên liệu. Rồi tiếp theo là về vấn đề trang bị, thì đây cũng là một trong những yếu tố mà khiến rất nhiều anh em lăn tăn hồi chiếc xe này nó mới ra mắt ở Việt Nam. Thì công bằng mà nói với mức giá hơn 2 tỷ mà để so với cả xe Nhật, xe Hàn thì trang bị của những mẫu xe nhập khẩu hay những mẫu xe Đức nói chung khó mà lại được, không chỉ ở riêng Teramon đâu. Tuy nhiên thì nếu các bạn để ý kỹ hơn vào phần thông số trang bị từ phía nhà sản xuất họ đưa ra ấy, thì phải thừa nhận rằng những trang bị ở trên chiếc xe này không nhiều, không thừa nhưng đủ dùng. Tất nhiên thì đây không phải một câu mang tính PR gì đâu, các bạn hoàn toàn có thể nhìn trực tiếp vào phần thông số này. Ví dụ như chúng ta có cái cửa sổ trời toàn cảnh này, hay có điều hòa tự động 3 vùng, có sưởi ghế. Thực ra là cái sưởi ghế này mình cũng không khoái lắm đâu, nhưng mà chắc miền Bắc thì có một số anh em thích đấy. Tiếp theo là có màn hình giải trí cỡ lớn, có 6 loa, nói chung về cơ bản là ổn. Hay là gương thì cũng có chỉnh điện, gập điện, có sấy gương, có tự động cụp khi lùi. Nhìn chung là đủ dùng đối với cả một chiếc xe gia đình bình thường, thông thường thôi. Không quá thừa, không quá miên man như kiểu xe Nhật, xe Hàn, nhưng là đủ. Hay ví dụ như nói về những cái trang bị về vấn đề hỗ trợ lái đi. Ví dụ như bọn mình cũng có tham khảo một vài những comment ở trên các mạng xã hội. Với những chiếc xe mà có hỗ trợ giữ làn này, giữ khoảng cách về xe phía trước tip cruise control chẳng hạn, thì nhiều người là cho là nó thừa, nó không cần thiết, xong thì nó có thể nó hỏng, xong thì phụ thuộc con người blow blah rất nhiều thứ. Nói chung là mỗi người sẽ có một quan điểm, nhưng cái tối thiểu của một chiếc xe ngày nay có đó chính là cruise control. Có cruise control thì chúng ta lái nó nhàn hơn rất nhiều, thì chiếc xe này nó có. Còn những thứ râu ria, ví dụ adaptive, thì rõ ràng là có người thích có người không, nhưng nếu có thì vẫn hơn. Và đối với cả những chiếc xe đến từ Đức thì những câu chuyện về vận hành nó đã là kinh điển, mang tính gọi là muôn thuở rồi. Từ xưa đến nay lúc nào cũng như vậy. Khó thể so về cảm giác lái của những mẫu xe đến từ châu Á với xe châu Âu, nó vẫn có một cái khoảng cách gì đấy, nó vô hình. Nhưng khi các bạn cảm nhận thì các bạn sẽ thấy rõ được cái điều đó. Cái sự chắc chắn của nền tảng khung gầm, từ hệ thống treo, cách âm cho đến vận hành, tất cả mọi thứ nó đã tạo nên một cái bản sắc, một cái thương hiệu riêng cho xe Đức hoặc xe châu Âu, xe Anh, xe Mỹ rồi. Và hơn nữa thì cũng có một yếu tố là đây là một chiếc xe Đức được nhập khẩu từ Mỹ. Chính vì vậy nó cũng là một bài toán về kinh tế đối với cả nhà sản xuất.
giảm bớt option đi một chút để hạ giá thành tiến gần hơn tới người dùng. Thì đây cũng là một điều dễ hiểu thôi, một chiếc xe nhập khẩu từ Mỹ cơ mà những chiếc xe nhập khẩu từ nước ngoài và đặc biệt là những thị trường khó tính như kiểu Đức, Mỹ hay châu Âu ấy, thì cái tiêu chuẩn về chất lượng của họ cao lắm. Những cái giá trị về mặt tận hưởng cảm xúc mà khi các bạn ngồi bên trong ấy, các bạn sẽ cảm giác một điều là nó khác biệt so với cả những chiếc xe đến từ châu Á. Có phải bỗng nhiên mà người ta hay nói về cái chất xe Đức hay chất xe Anh hay chất xe Mỹ đâu, tất cả đều phải có nguyên do của nó. Thì khi các bạn cầm lái những chiếc xe này đi ở trên đường nhanh, đường cao tốc thì các bạn sẽ cảm nhận được rõ cái điều này. Để nói về thương hiệu Volkswagen thì các bạn có biết không? Cứ 10 xe trên thế giới thì có một chiếc xe là của Volkswagen. Và ngay tại quê nhà là nước Đức thì tỷ trọng doanh số của thương hiệu này nó cũng chiếm tới 30% trên tổng lượng doanh số bán ra của Đức. Điều này nó cho thấy cái mức độ gọi là phổ biến cũng như là cái thương hiệu đúng là xe quốc dân của Volkswagen. Và quay trở lại với chiếc Volkswagen Teramon này thì đây là một chiếc xe khối động cơ 2.0 i4 được bán ra tại thị trường Việt Nam. Thì khối động cơ này nó cũng do một thương hiệu sang rất nổi tiếng khác là Audi họ thiết kế. Tức là nếu để nói trên một cách tổng thể, nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là toàn bộ những cái nền tảng về khung gầm, về treo và về động cơ thì chiếc Teramon hay những chiếc xe trong gia đình Volkswagen nó đều sử dụng chung với cả những thương hiệu xe sang trực thuộc Volkswagen. Đây là một điểm rất lợi thế của những mẫu xe thuộc thương hiệu này. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một chiếc xe với giá bán cũng nhỉnh hơn mức phổ thông, tức là ở cái mức gọi là cao cấp, nhưng sở hữu tất cả những điểm chung của những mẫu xe sang. Thì đây là một điểm mà có thể nói là giá trị nhất ở trên những mẫu xe của Volkswagen. Và tiếp tới là về câu chuyện ngoại hình. Thì ở trong cái video mà review chiếc xe này hồi nó mới ra mắt ở Việt Nam, bản thân tôi cũng đã nói với anh em về vấn đề thiết kế của chiếc xe này. Và nhưng mà phải công nhận là nhìn ở ngoài đời nó to hơn ở trên showroom rất nhiều. Các bạn nhìn được ngay đây, ví dụ chiều cao của tôi khoảng 1m80, đứng cạnh nắp capo của chiếc xe này với khoảng sáng gầm xe đâu đó cũng khoảng 23cm. Đây là một chiếc xe có thể nói là to lớn và đặt cạnh ví dụ như đối thủ là Ford Explorer hay Toyota Prado. Thì riêng về mặt kích thước hay về mặt tổng thể mà nói thì Volkswagen Teramon nó có thể nói là nhỉnh hơn, nó cho chúng ta cái cảm giác là chiếc xe nó dài hơn so với những đối thủ trong cùng phân khúc. Và để tóm gọn về cảm giác lái của chiếc xe này thì có lẽ nếu để so sánh trực tiếp với những đối thủ thì Volkswagen Teramon nó sẽ có điểm lợi thế hơn, đó chính là cảm giác lái nó mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như những đối thủ đi thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là nó có gì nó hơi cục mịch một tí, nó hơi nam tính một tí, tức là có một hệ thống treo và nền tảng nó thiên về độ đầm chắc nhiều. Còn đối với cả Teramon thì cả nam và nữ đều có thể lái chiếc xe này. Thì đây cũng chính là một lợi thế của Teramon trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ ở Việt Nam. Nhìn chung để tổng kết lại về chiếc Volkswagen Teramon thì phải thừa nhận đây là một chiếc xe nó hội tụ về cái giá trị của những mẫu xe sang từ nền tảng khung gầm động cơ. Chúng ta có một chiếc xe với tất cả mọi thứ nó đều được dùng chung với những mẫu xe nổi tiếng đắt tiền. Bên cạnh đó thì với mức giá khoảng 2.3 tỷ, tức là nếu để so trực tiếp với các đối thủ đi thì mức giá này nó không cao hơn. Và thậm chí chiếc xe này theo thông tin chúng tôi có được thì chiếc xe này nó được nhập về bao nhiêu thì ra đại lý là cũng có khách mua bấy nhiêu. Tức là cái doanh số của chiếc xe này ở tại thị trường Việt Nam cũng khá là tốt. Và có một điểm cộng nữa, đó chính là về mức giá 2,3 tỷ không có lãng. Đó là những đánh giá của chúng tôi về chiếc Volkswagen Teramon với hành trình từ Hà Nội lên Đồng Đò trong một số ngày vừa qua. Các bạn thấy sao về mẫu xe này thì có thể lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ tôi phải giả vinic với anh em đây. Xin chào và hẹn gặp lại.